Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mà Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách mình cài driver cho máy in. Thì cách cài này thì mình có thể là ứng dụng cho tất cả những cái các loại máy in mà mình đang sử dụng. Thì hôm nay em sẽ cài thử cho mọi người trên cái dòng máy in mà em cài cho mọi người ha. Đây là Rin 412. Thì đầu tiên để cài driver thì mình phải tải driver đó về. Thì mọi người có thể là lên trang của hãng thì mình tải về, hoặc là mọi người có thể vào trang web thế giới mà vật.com vào mục hỗ trợ kỹ thuật driver. Thì trong này thì bên em đã có cập nhật hầu như là đầy đủ các driver của các dòng máy Rin Codec, CAD, Zebra, Honeywell, Agog, Printer, Epson, Fago, hầu như là đầy đủ cho mọi người và từng model riêng biệt để mọi người cài ha. Thì đầu tiên là mình cần phải tải cái driver đó về. Thì như này em đã nói thì em cài trên cái cho driver của máy Rin 412 nhé. Thì em sẽ đi vào Rin 412 và để tải về nhé. Mọi người click và download về đó, thì click vào đây, sau đó mọi người bấm tải xuống. Thì hiện tại em đã tải sẵn trên máy rồi nhé, mọi người có thể vào đây để tải. Rồi còn bước thứ hai thì mọi người cần kết nối máy in với máy tính. Thì mình sẽ cắm cổng USB máy in vào máy tính, sau đó mình vào mình kiểm tra xem từ máy tính mình đã nhận cái cổng USB của máy in chưa. Mọi người lưu ý là mọi người nhớ là mở máy in lên nhé, mở nguồn máy in lên. Rồi giúp em vào control panel đây và em printer đây, mọi người có thể thấy kéo xuống dưới này. Đây là cái Rin 412 PI cộng của em này, em chưa cài được driver. Những cái thế này đã cài driver nó hiển thị trên này ha, cái dưới này chưa cài nên nó nằm ở dưới này thôi, nên mình cần phải cài đặt. Rồi để cài đặt bước sau, sau khi tải về thì mọi người click đúc chuột vào driver. Đây, tích vào tròn giúp em Access, rồi Next qua. Rồi, có thể bỏ cái này luôn. Finish, chạy khá là dễ á, chỉ có Next qua vài cái. Rồi, bấm Check luôn giúp em. Rồi, tới đây là mình cài đặt này, Install này. Rồi, thì ở chỗ này nó có một số cái, ví dụ như mọi người chọn cổng USB này. Tại vì mình đang cắm USB thì nó sẽ tự động nhận cổng và tạo cái cổng cho mình luôn. Thì mình chỉ cần Next qua, để em bắt vui xí ha. Thì đây nếu như mà mọi người cài qua cổng LAN thì mình chọn Internet ha, hoặc là tùy theo cổng ha, tại vì em đang kết nối sử dụng cổng USB. Cảm ơn Net, rồi mọi người đã tới giúp em nhé. Rồi Net luôn. Rồi Net qua. Finish. Ok, đợi nó cài đặt. Rồi, cần lo. Rồi mọi người có thể vào đây lại để kiểm tra ha, vào chỗ Device and Printer để kiểm tra lại ha. Thì đây mọi người có thể thấy Rin 412PE cộng này thì em đã cài đặt thành công, khá là đơn giản ha mọi người. Đó là cách để mà mình cài đặt driver cho một dòng máy in nào đó mình cần sử dụng, Rin hay Zebra hay là Honeywell hay bất kỳ cái dòng nào, mọi người chỉ cần tải về, sau đó là click vào nó tới, nhớ cắm cổng kết nối USB để cài đặt. Cái đường link tải thì mọi người có thể là lên trang web của thế giới mà vật.com, thế giới mà vật.com nhé. Rồi vào mục hỗ trợ kỹ thuật driver. Cái cách tải nó cũng rất là đơn giản và cài đặt nó cũng khá là đơn giản ha. Nếu như mọi người có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm về cái việc cài đặt driver hoặc là bất kỳ cái vấn đề gì trong quá trình sử dụng máy in bảo mật thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thế giới bảo mật.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.